Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin sáng hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tốt lành. Trước khi đến với phần thông tin chi tiết, hãy cùng tôi điểm qua những tức nóng hồi nhất trong vòng 24 giờ qua. Vĩnh Long bắt 25 con bạc trong ngôi nhà khóa trái cửa, 5 người dương tính với Covid-19. Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng súng khiến nhiều người hốt hoảng. Ngày đầu tiên học sinh Đồng Tháp đi học trở lại, phát hiện một F0. Nghề tuốt lá mai vàng kiếm tiền triệu dịp cận Tết. Và thông tin chi tiết cái tin tức như sau. Mở đầu video là thông tin về việc Vĩnh Long bắt 25 con bạc trong nhà khóa trái cửa, 5 người dương tính với Covid-19. Lực lượng công an bất ngờ ập vào ngôi nhà khóa trái cửa, bắt chọn ổ đánh bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng. Qua test nhanh, có 5 con bạc dương tính với Covid-19. Vào lúc 13:30 ngày 18 tháng 1, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long bất ngờ kiểm tra, cậy cửa ập vào một căn nhà khóa trái thuộc khóm Tân Phú, phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 25 người đang tụ tập đánh bài và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 7 bộ bài tay, 5 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 3 hột xí ngầu, 2,4 triệu đồng trên chiếu bạc. Ngoài ra, qua khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ 28 điện thoại, 13 xe máy và số tiền trên 474 triệu đồng trên người các nghi can. Tiến hành test nhanh các đối tượng, có 5 người trong nhóm này dương tính với Covid-19. Qua điều tra ban đầu, các con bạc đến từ Đồng Tháp, Tiền Giang và Vĩnh Long. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin thứ hai, Vĩnh Long, hai nhóm thanh niên ẩu đả bằng súng đạn cao su, nhiều người hốt hoảng. Công an huyện Long Hồ đang điều tra vụ hai nhóm thanh niên mang theo súng bắn đạn cao su, hung khí ẩu đả nhau, khiến nhiều người hốt hoảng. Ngày 18 tháng 1, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ cho biết, đơn vị đã triệu tập hai nhóm thanh niên lên trụ sở để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Qua điều tra ban đầu, khoảng 14:30 ngày 16 tháng 1, Mai Thành Tấn, 25 tuổi, ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Vũ Trần Vũ Bảo, 22 tuổi và 9 thanh niên khác có hộ khẩu tại các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre và huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đi xe máy đến xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, đá gà ăn thua bằng tiền. Khi đi, Tấn giữ một khẩu súng bắn đạn cao su và giao cho Bảo một khẩu súng bắn đạn cao su khác. Mục đích là khi có đánh nhau sẽ đem ra bắn người. Đến nơi, không thấy đá gà, cả nhóm quay xe về. Tuy nhiên, khi quay xe ra thì nhóm của Tấn bị nhóm của Nguyễn Quốc Cường, hay còn gọi là Cường Bể Sang, 32 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ và 6 đối tượng khác có hộ khẩu thường trú tại huyện Long Hồ và thành phố Vĩnh Long, cầm dao tự chế cùng nhiều hung khí khác chặn đánh. Thấy vậy, Tấn và Bảo dùng súng thủ sẵn trong người bắn nhiều phát vào nhóm của Cường, rồi chạy về hướng tỉnh Bến Tre. Vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân xung quanh hốt hoảng. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Long Hồ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương truy tìm, mời những đối tượng có liên quan lên cơ quan làm việc. Hiện công an huyện Long Hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý hai nhóm thanh niên này theo quy định của pháp luật. Thông tin thứ ba, ngày đầu tiên học sinh ở Đồng Tháp đi học trở lại, phát hiện một F0. Trong ngày đầu tiên học sinh lớp 9 và lớp 12 của tỉnh Đồng Tháp trở lại trường, một học sinh lớp 9 được phát hiện dương tính với Covid-19 qua test nhanh. Chiều ngày 17 tháng 1, bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo nhanh cho Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp ngày đầu tiên. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết toàn tỉnh có 18.399 học sinh lớp 9 đến trường học trực tiếp trong ngày 17 tháng 1, đạt tỷ lệ 81,17%. Đối với học sinh lớp 12, có 11.573 em học sinh, đạt tỷ lệ 81,75%. Các em học tập với tinh thần thái độ tích cực và thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh cá nhân về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trường cũng thực hiện đầy đủ các nội dung trong công tác phòng chống dịch và chuẩn bị sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. Một học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở An Thạnh tại thành phố Hồng Ngự được xác định dương tính với Covid-19 thông qua test nhanh trước khi vào trường. Nhà trường đã thực hiện đúng biện pháp xử lý
và cách ly thông báo cho cha mẹ học sinh, trạm y tế địa phương để phối hợp đưa học sinh về cách ly và điều trị tại nhà. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, đối với những học sinh chưa đến trường học trực tiếp, các đơn vị thực hiện dạy học trực tuyến, tiếp tục vận động phụ huynh cho con em đến trường. Sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục truyền thông cho học sinh, phụ huynh về những biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi đến trường. Nhà trường đồng thời phối hợp với phụ huynh để học sinh có triệu chứng của COVID-19 được học trực tuyến ở nhà và bình tĩnh xử lý kịp thời các trường hợp F0 được phát hiện trong trường. Phần cuối của video là thông tin về việc tuốt lá mai vàng kiếm tiền triệu dịp cận Tết. Cứ vào thời điểm rằm tháng Chạp là lúc nơi làng mai vàng Phước Định nhộn nhịp hẳn lên bởi người lao động thời vụ tìm đến đây tuốt lá mai kiếm tiền tiêu Tết. Để những cây mai vàng trổ hoa đẹp vào dịp Tết, ngoài việc tỉ mỉ chăm sóc, người trồng mai còn phải bỏ ra thêm số tiền không nhỏ để thuê người tuốt lá. Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà giúp được nhiều gia đình khó khăn có thêm thu nhập giúp họ có cái Tết đầm ấm hơn. Đến hẹn lại lên, cứ vào thời điểm rằm tháng Chạp, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Loan, 53 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, tìm đến làng mai vàng Phước Định ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để tuốt lá mai vàng kiếm tiền tiêu Tết. Bà Loan cho biết, năm nay giá mỗi nhân công được nhà vườn chi trả là 200.000 đồng một ngày. Công việc này tuy không nặng nhọc nhưng cũng khá vất vả vì đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Ngoài ra, phải làm việc dưới trời nắng, nên ai nấy cũng đều kính bưng từ đầu đến chân. Tuốt lá mai vàng đa phần là phụ nữ vì tính cẩn thận, nếu không khéo sẽ làm gãy nụ thì chủ nhà sẽ không vui và không thuê nữa. Tương tự, bà Trần Ngọc Tuyền, 54 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, cũng tranh thủ lúc nhàn rỗi đi tuốt lá mai thêm. Theo bà Tuyền, thời điểm tháng Chạp, hầu như các nhà vườn nơi làng mai Phước Định đều cần nhân công, nên công việc tuốt lá mai cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, do đây là công việc thời vụ, nên chỉ làm trong khoảng một tuần là xong, với thu nhập trên 1 triệu đồng mua bánh mứt ngày Tết. Trao đổi với báo Người Đưa Tin, ông Lương Văn Khiền, 65 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước cho biết nhà vườn ông có khoảng 100 gốc mai vàng. Năm nay, gia đình ông thuê khoảng 10 công nhân tuốt lá, dự kiến làm việc 5-6 ngày là xong. Ngoài việc thuê công nhân, ông Kiền còn huy động người thân hỗ trợ tuốt lá mai vàng. Ông Lê Văn Tý, giám đốc hợp tác xã làng nghề mai vàng Phước Định cho biết làng mai vàng Phước Định hiện có hơn 150 hộ trồng mai vàng. Toàn làng mai có khoảng 50.000 cây. Từ vài chục năm tuổi đến 100 năm tuổi, hiện tại, nhà vườn trồng mai bắt đầu khởi động lại việc mua bán hoa kiển. Các thành viên hợp tác xã khẩn trương chăm sóc các tỉa lá mai vàng và vô chậu chuẩn bị cung ứng thị trường Tết đang cận kề. Trên đây là một số thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.